Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Quang Linh cao tay chị được cả nuôi con và bố, người mắc bệnh ngôi sao, người trộ lười. Nếu theo dõi kênh YouTube Quang Linh Vlog, cuộc sống ở châu Phi, không ít khán giả Việt Nam sẽ cảm nắng cậu bé đang yêu nuôi con. Dù chị mới 4 tuổi, thế nhưng nuôi con tên thật là Mati Vado đã có thể phát âm tiếng Việt khá sõi. Những bài hát trẻ em phổ biến của Việt Nam như Cháu yêu bà, Con cò bé bé, Rửa mặt như mèo để được cậu bé Angola này cân đẹp. Có lẽ thường xuyên ở bên Quang Linh Vlogs mà nuôi con có những biểu cảm không khác ông chú trầm tính của mình là mấy. Không chỉ bắt chước Quang Linh Vlogs nói tiếng Nghi Lộc, Nghệ An, cậu bé này còn được nhiều khán giả trêu là con thất lạc của Quang Linh. Tuy nhiên thời gian gần đây vì biết mình được các chú chiều chuộng nên nuôi con thường dỗi mỗi khi không ưng điều gì đó. Bên cạnh những lần giận dỗi vì bị Quang Linh Vlog trêu chọc, cậu bé còn liên tục dỗi mà không có lý do gì. Chính vì muốn trị căn bệnh này của nuôi con mà Quang Linh Vlogs quyết định dạy cho cậu bé một bài học nhớ đời. Cụ thể, Quang Linh Vlogs và thành viên Tiến Nguyễn của team châu Phi mang bánh kẹo sang nhà nuôi con như thường lệ. Tuy nhiên, anh chị phát cho các em nhỏ khác mở bơ đẹp nuôi con. Thậm chí Quang Linh Vlogs còn liên tục trêu chọc, ôi nuôi con đâu rồi, gọi về đây ăn bánh nào, Mati Vado đâu rồi nhỉ? Mặc dù cậu bé đã đứng trước mặt nhưng đều bị hai ông chú bơ đẹp. Khi thấy các chú không quan tâm, lôi con đã chạy vào trốn trong nhà. Sau đó, dù đã trổ tài ca hát nhưng lôi con vẫn chưa được chú cho bánh. Theo chia sẻ của Quang Linh Vlogs, đây là đang rèn luyện vì lôi con hay dội lắm, không được sang, không được chạy, không được mắc bệnh ngôi sao đâu nhé. Sau đi học như thế là hay khóc nhè lắm. Dù vậy nhưng sau đó các chú vẫn phát bánh cho lôi con như các bạn. Đáp lại bài học đáng nhớ này, cậu bé đã nở nụ cười tươi rói chứ không phải thái độ hờn dỗi như mọi khi. Mặc dù rất yêu thương lôi con nhưng Quang Linh Vlogs và các thành viên team châu Phi không chiều chào quá đáng vừa luôn dạy lôi con như những người cha thực sự. Có lẽ như thế mà cậu bé luôn ngoan ngoãn và nghe lời các ông chú Việt Nam. Lôi con được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Với sự giúp đỡ của Quang Linh, cuộc sống của gia đình bé lôi con cũng từ đó mà tốt lên hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, từ người được Quang Linh tin tưởng, bố lôi con mới đây đã gây thất vọng khi ngày càng mê chơi, lười làm. Trên kênh của mình, Quang Linh kể lại câu chuyện và bày tỏ sự thất vọng với 4 thành viên team châu Phi, trong đó có bố lôi con đang làm việc cho mình. Theo đó, nhân dịp Giáng sinh nên anh chàng đã cho mọi người nghỉ lễ. Tuy nhiên, khi hết ngày nghỉ, mọi người ở trang trại đã đi làm rồi, thì bố lôi con và ba anh em khác vẫn đi chơi, ăn uống say sưa, khiến anh chàng phải nhờ người đi tìm. Ngay cả khi gặp Quang Linh, cả 4 người vẫn chưa tỉnh táo để nói chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên mà tình trạng này đã diễn ra rất nhiều lần nên YouTuber nói với 4 người. Vì vậy mà bây giờ tôi sợ những lời xin lỗi của các bạn. Tôi hết tin rồi. Lời xin lỗi của các bạn không có giá trị nữa. Mình thất vọng, rất thất vọng luôn. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần nhưng mình toàn giấu vì sợ ảnh hưởng đến mấy anh. Các bạn không thích mấy anh nữa. Vì mấy anh cũng đã đi với mình từ rất lâu rồi, từ lúc mình chưa có gì. Lần này mình cũng không đuổi mấy anh đâu mà chỉ làm thật căng. Hoặc có cách nào đấy để các anh có bài học. Mình muốn các anh hiểu rằng như vậy là không được. Lười làm rồi đi nhậu, thiếu trách nhiệm. Quang Linh đưa ra cách giải quyết. Thậm chí Quang Linh còn cho biết, Matilo dạo gần đây rất lười làm việc. Chỉ khi nào có Quang Linh xuất hiện để quay video thì mới làm, còn không sẽ bỏ công việc đó không làm. Hành động này khiến Quang Linh khá thất vọng. Cuối cùng Quang Linh cho biết sẽ đình chỉ công việc của bố lôi con và các anh em khác trong vòng 1 tháng để mọi người biết được cảm giác khó khăn khi không còn tiền lương từ công việc mình làm ra. Trước hành động của mình, Matilo cảm thấy rất hối lỗi và nhiều lần xin lỗi Quang Linh. Khán giả hy vọng thời gian tới, anh Matilo sẽ có sự thay đổi và quay trở lại làm việc tốt hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.